Đây, rất nhiều ông hỏi về cái bơm Akashi. Nói chung ở đây là một trong những mẫu bơm mà mình nghĩ là nó xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam mình ấy. Giá rẻ, rẻ thì chắc chắn là độ hoàn thiện nó không tốt, thế nhưng mà bù lại thì nó có tự ngắt này, có đèn pin, nói chung đủ chức năng. Vấn đề chỉ là bơm cái lốp này lên mất bao thời gian và nó có đủ để nó bơm được mấy lốp liên tiếp hay không. Thì bây giờ anh em mình cùng test thử nhá. Đây, sau khi mà cắm cái tẩu vào ấy thì đây là các chức năng ánh sáng cuộc đời luôn nhá. Đơn giản thôi, anh em mình chỉ cần cài cái đầu bơm vào đây. À, có rất nhiều đầu nhá, có thể bơm được cả xe máy và xe đạp bóng. Bây giờ đang là 0,0, tôi sẽ set lên 2.45, hơi nhiều nhá. Tôi sẽ set lên 2.0 nhá, để bơm từ 0 lên sẽ mất bao thời gian. Ok. Phút 36 lên đến 2.05. Vấn đề là nó chưa hề nóng nhá, dây nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Đấy, bảo sao cũng nhiều anh em dùng cái bơm Akashi này, cũng hợp lý thôi. Đấy, bơm mất khoảng hơn 3 phút rưỡi một chút để bơm từ 0 lên 23. Nói chung là điểm mạnh của Akashi này quan trọng nhất là về giá thôi. Giá nó rất rẻ, loanh quanh khoảng 5 lít anh em có một cái bơm như này, mình nghĩ là khá phù hợp cho những anh em cần chống cháy. Nó không hề nóng dây nhá, rất tốt.